hộp quà trái cây, quà tặng ngày lễ tình nhân ngày 14 tháng 2. Khi trái cây lên ngôi trở thành món quà sức khỏe ý nghĩa được nhiều đối tác kinh doanh trên mua bán nhanh. Với nguồn cung trái cây nhập khẩu chất lượng, sản phẩm giỏ trái cây cao cấp được đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ cũng như yêu cầu của một món quà cao cấp. Hiện, dịch vụ điện giỏ trái cây, điện hoa trái cây được đối tác Fit Partner mua bán nhanh triển khai trên toàn thành phố Hồ Chí Minh. Nắm bắt nhu cầu chọn trái cây nhập khẩu làm quà tặng cao cấp, các giỏ trái cây quà tặng nhập khẩu được đối tác Fit Partner mua bán nhanh lựa chọn nguồn cung chất lượng từ các nước Úc, Mỹ, New Zealand, Pháp, Ý, Nam Phi, Chile, Canada, Hàn Quốc. Hộp quà trái cây vừa đẹp mà vừa có thể ăn được là một ý tưởng quà tặng khá thực tế, không nặng về giá trị vật chất, mang lại những cảm xúc tích cực cho cả người tặng lẫn người nhận. Thực hiện bởi đội ngũ MVN, mua bán nhanh.com. Nhớ like video, bấm đăng ký, bật chuông để nhận thông báo khi có video mới từ kênh Mua Bán Nhanh bạn nhé.